Lại là một chiếc xe đạp đến từ thương hiệu của Hàn Quốc, nhập khẩu nguyên chiếc, vừa mới về cửa hàng Ebuzi ô tô. Và chiếc xe này thì em đang bán cái giá là 315 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một mẫu sedan hạng D cao cấp dành cho những người có tiền. Và hôm nay chỉ cần bác có tầm khoảng loanh quanh 315 triệu đồng là các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe sedan hạng D cao cấp, đẹp căng từng cm, sơn xi sạch sẽ và mang màu sơn ghi xám rất là mạnh mẽ và trẻ trung. Một chủ từ mới đăng ký năm 2011. Xe thì còn ngon, chất cứng nét và biển thủ đô Hà Nội 29A27450. Xe chạy được 15 vạn, có đầy đủ điều hòa auto, cửa sổ trời, điều hòa hai vùng. Và xe thì có đến 10 túi khí nha các bác nhá. Một mẫu xe hạng D cao cấp, ngon lành cành đào. Và em này thì vừa mới về cửa hàng em Vũ Duy Ô Tô với một cái mức giá vô cùng hời. Nên là bác nào mà yêu cái dòng xe Hyundai Sonata mà chưa có điều kiện thì hôm nay một mẫu xe đẹp như thế này lại về cửa hàng em. Và xe thì đảm bảo cho bác chất, cam kết đảm bảo không đâm va, tai nạn gặp nước. Máy số là còn zin và xe là cam kết kính zin toàn bộ, thân vỏ zin và cứng, không hề lỗi lầm. Một mẫu xe giá rẻ dành cho những người có điều kiện thời 2010-2011. Thế nhưng mà hôm nay các bác chỉ cần có 300 triệu, nói chung là hầu như ai cũng có thể bỏ ra. Rẻ ngang bằng một chiếc Morning thôi, nhưng mà các bác đã có ngay được một chiếc xe số tự động các bác nhá. Đây là số tự động đấy, 2.0, ăn xăng khoảng tầm 8 lít trên 100 cây. Rẻ hơn Camry, tiết kiệm nhiên liệu hơn Camry và đẹp thì nhìn đúng là mê luôn. Thế thì bác nào mà yêu thì alo ngay cho em nhá. Vâng, alo ngay cho em Vũ Duy Ô Tô. Và xe thì đang về cửa hàng em. Đấy, em review lên sóng rồi, đã dọn dẹp rồi. Bây giờ là các bác về là chỉ có việc đi thôi. Dầu mỡ thì em đã kiểm tra rồi, cũng không phải làm cái gì cả. Đấy, xe là vừa mới rửa dọn xong, trông nó rất là luồn là, độ bóng sáng thì đồng đều. Và chất sơn tôn của xe thì không cần phải nghĩ. Con này thì được cái là độ êm, độ đầm, độ chắc thì đi thì khỏi về bàn. Và 2.0 thôi, nhưng mà độ vọt của xe thì cũng chẳng kém kẹm gì Camry 2.4 đâu các bác nhá. Và xe thì giấy tờ hồ sơ đầy đủ, pháp lý chuẩn chỉ. Nên là bác nào mà muốn mua sang tên rất là bình thường, không vấn đề gì. Còn bất kỳ về các pháp lý, đây đăng kiểm đến tháng 6 năm 24 này. Vâng, bất cả tất cả về các pháp lý nhá, thì cái này là đều là bình thường hết. Ok, không vấn đề gì. Các bác nào yêu, điện thoại ngay cho em Vũ Duy Ô Tô qua số 0869 158 926. Xe đang có mặt tại quán Toàn, Hồng Bàng, Hải Phòng. Đấy, mặt ca lăng đẹp như thế này, mê thì sao. Đấy, các bác nhìn này, thiết kế mặt ca lăng cực kỳ đẹp nhá, nhìn nó rất là góc cạnh luôn. Và các bác có thể là riêng dòng Sonata, cái thiết kế của Sonata đời 20 là một cái thiết kế mà được rất nhiều người yêu thích luôn. Nhìn mê ngay từ cái dáng vẻ ban đầu. Và các bác mua vào, em khẳng định với các bác, không ai nghĩ rằng đây là một mẫu xe mà giá nó chỉ có hơn 300 triệu đâu. Vâng, đèn của xe cũng đã được lên công nghệ đèn bi. Và chiếc xe này là được sử dụng đèn bi halogen, đèn bi zin. Đấy, xe thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên nhá, nên là các bác yên tâm. Đèn là trong và không hề có rạn nứt ố mốc tí nào. Và cũng không hề bị vàng vì đèn xe này đi đêm rất ít luôn. Đèn gầm còn trong vắt và không hề bị lỗ lầm. Đấy các bác nhìn này, không hề có ố mốc, không hề bị vàng. Đấy, còn nguyên toàn bộ sơn đầu. Đấy, còn căng như thế này đây. Các bác bảo kiếm đâu mấy khi có con xe mà nó còn nét như thế này. Biển số 29A27450. Chủ không cần phải bọc biển, không cần phải làm gì, để nguyên biển luôn. Và biển thì đấy, các bác check luôn hộ em xem là xe có đâm va tai nạn ngập nước hay không nhá. Đấy, toàn bộ cản phía trước cũng đã xì tút xì tát đẹp rồi. Về là các bác yên tâm chỉ việc đi thôi. Xe đảm bảo cho các bác, máy còn zin nguyên. Đấy, máy là zin nguyên. Xe không có đâm đầu, không có đâm va tai nạn ngập nước, còn nguyên. Không thủy kích, không phạt nguội nhá. Nhiều bác thì cứ bảo với em rằng là tại sao con nào cũng đâm va không tai nạn, thế cái con tai nạn đi đâu. Thì em chỉ cần biết với các bác một câu, đó là em không mua xe đâm va tai nạn nặng. Nghĩa là không có chạm vào đầu sắt xi sâu hay là cong veo rồi cột sập các thứ là không bao giờ mua. Thế nên là các bác thông cảm nhá. Nếu mà các bác mà tìm thấy con xe lỗi bên em, chúc mừng các bác, vì đó là một con xe không bao giờ có. Rất hiếm chứ không phải là không có, thực sự là hơi hiếm. Vì là nếu mà để qua được đội ngũ đi kiểm tra test xe bên em và qua được bàn tay của em khi kiểm tra xe review như thế này thì khẳng định các bác không bao giờ có luôn nhá. Vâng, thế đây các bác thông cảm. Còn có những cái chiếc xe cũ kém
em sẽ báo thẳng luôn, tình trạng nó như vậy, các bác có thể mua. Tôn vỏ này ngon luôn, không chê được câu nào nhá. Vâng, và kính của xe là còn zin. Con này kính còn zin này. Đấy, kính còn nguyên bản luôn. Và em này thì đang sử dụng lốp Michelin, lốp 22545 la răng 18, lốp 2017 đến bây giờ. Xem nào, lốp này rơi vào tầm khoảng 50%, vẫn còn ngon, chạy vẫn ok, không hề lỗi lầm. Đấy, dàn lốp từ 2017 đến bây giờ là 6 năm rồi, nhưng mà lốp này thì không vấn đề gì, cứ chạy đi các bác ạ. Vâng, cái này bình thường các bác nhá. Và lốp thì xe này đang là la răng 18, la răng đẹp luôn. Cái này thì về các bác có thể là thích thì phay, phay cho nó luật là không thì để nguyên. Cái la răng này là thuộc dạng la răng đẹp rồi. Còn cua lốp là không có mục ngoặt, nguyên ốc luôn nhá. Và con nào mà ví dụ tai nạn hay là đâm va thì những cái phần cua lốp là những cái phần minh chứng tốt nhất cho những chiếc xe có lỗi. Đấy, thế nên là chỉ cần nhìn cua lốp là biết ngay là xe có lỗi hay không. Đấy, cua lốp rất là sạch sẽ và còn ngon luôn. Đấy, còn lốp này thì cứ đi thoải mái chứ không phải là lốp mòn đâu nhá. Vâng, ok các bác. Đấy, dàn lốp cả trước lẫn sau. Dàn lốp đằng sau cũng là Michelin 215, 245 R18. Đấy, 225, 45, R18. Và lốp này cũng tương đối là dày, lốp 2017. Vâng, một dàn 4 quả 2017 với la răng đúc này, đẹp luôn. Cái la răng này, à phanh đĩa đằng sau nhá. Và xe này thì nói chung là, đây, các bác nhìn này, hạng sang sướng nhìn thích luôn. Đấy, đấy, sang sướng nhìn mê luôn đấy các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai i20. Đấy, Hyundai Sonata, chạy rất phê. Đấy, tôn nó mỏng, không có bả tỉa lên gõ, tôn nó cứ bong bong luôn, đều luôn, chứ không hề có cái hiện tượng là bịch bịch kia các bác nhá, không có. Vâng, sơn tôn thì đều. Và cái độ bóng này các bác nhìn này, độ bóng này. Đấy, úi giời các bác nhìn nhá, xoay gương đều luôn, nó không bị góc cạnh. Đấy, còn nguyên. Đấy, có sao bắn vậy ạ. Vâng, xi nhan tích hợp tai gương, gương điều chỉnh điện có hết nhá. Ok, và gương này còn zin. Đấy, kính còn zin. Và em này thì cửa đây, ui, chứng tỏ là cái độ cách âm của gioăng cao su cực kỳ tốt luôn. Đây, cột kèo thì cái này em đã lột rồi, nhưng mà lột thêm cho các bác thêm đoạn để các bác cùng xem nhá. Cái này thì đảm bảo hết. Vâng, riêng bên em là đảm bảo hết. Vâng, thế các bác yên tâm, khi mà đi mua xe cũng đã lột hết rồi, có sao bán vậy. Vâng, nhưng mà xe là phải cứng. Còn đương nhiên là già theo năm tháng thì có nhiều chi tiết là không thể bảo là được đẹp như là gái 18 được. Nhưng mà thưa mấy các bác rằng là xe là tình trạng là phải là tốt nhất. Đấy, chứ còn không thể bảo là đẹp như xe mới thì cái đấy chắc chắn là không có nhá. Và không thể bảo là xe nó phải như thế này thế kia. Đấy, kính điện này lên xuống rất là nhẹ nhàng luôn. Em này thì về các bác yên tâm. Đấy, các bác nhìn cái tốc độ lên xuống kính là các bác biết là xe nó chạy nhiều chạy ít rồi. Đấy, không chê được một câu nào luôn. Đó. Vâng, và chất xe thì còn đẹp. Tapi này, ốp vân đen cực kỳ đẹp luôn, nét luôn, không hề lỗi lầm. Đấy, và phần tapi này, âm thanh loa này, đấy, to đẹp. Đấy, riêng cái dòng này thì nó sử dụng toàn âm thanh loa của hãng luôn, Hyundai luôn nhá. Đấy, đặt hàng nên là thổi loa rất là ok. Đấy, sàn nó còn sạch này. Đấy, toàn bộ sàn này. Xe này thì đã kiểm tra hết rồi. Đấy, chất còn ok và xe là không có ngập nước. Túi khí an toàn này. Đấy, túi khí an toàn còn nguyên. Và con này thì toàn bộ nhá, nó hơi già. Ví dụ như chỗ này là tựa đầu nhiều này, thì cái này các bác thông cảm nhá, tựa đầu nhiều. Đấy, nên là nó hơi vàng một chút, cái này không vấn đề gì. Còn lại này, phần da này. Đấy, da đến bây giờ nó vẫn còn căng luôn. Đấy, nó không bị sờn rách và không có nổ. Nó chỉ hơi cũ theo thời gian thôi, nhưng mà các bác thích da zin thì đấy, nó là còn nguyên. Bên em là mua mộc bán mộc nhá, nghĩa là mua của chủ như sao thì để nguyên như vậy. Chứ còn không có dọn, chính ra là như các bác thợ ở các cái chỗ khác ấy, là người ta sẽ bọc lại ghế để làm sao cho chiếc xe nhìn nó như mới luôn. Thế nhưng mà đây em để nguyên. Đấy, nên là tình trạng ghế nó như thế này đây. Các bác thích ghế zin thì nó thế đấy ạ. Vâng, chứ còn không thể bảo là ghế zin mà nhìn cái ghế nó lại nó đẹp như là kiểu ghế mới là khó, vì là đã bao nhiêu năm rồi. Đấy, chỉ cánh sau này cũng là zin hết nhá, cái này là bấm chỉ kiểm tra rồi. Đấy, và toàn bộ các cái ốc này nó còn đẹp luôn. Đấy, kính thì zin rồi, không cho kính nguyên bản. Đấy, kính nguyên bản này. Đấy, cái này thì cũng dựa vào hết tất cả các thông số ở trên xe thôi. Đấy, để đánh giá một chiếc xe là có đâm va tai nạn hay không. Đấy, còn nguyên. Và tapi thì sử dụng vân carbon rất là đẹp. Đấy, nội thất hàng ghế phía đằng sau. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ ghế phía đằng sau này
căng nếp luôn. Đấy, da ngon lành cành đào. Ghế căng không hề lỗi. Đấy, căng nét luôn nhá, không hề lỗi luôn. Ghế da này căng luôn này. Đấy, toàn bộ ghế da tựa đầu. Cái em này thì trước là bác chủ bác ấy hay ngồi ở đây trên và vợ ngồi sau, thành ra là tựa đầu ở phía đằng trước và đằng sau nó hơi mòn một chút, nhưng mà ghế da là zin. Đấy, nguyên bản, có sao thì báo vậy thôi. Vâng, không vấn đề gì. Tôn dày. Và em này thì đèn hậu form mới, đã sử dụng mắt led nhá. Mắt led này. Đấy, sử dụng mắt led và đèn thì trong, không hề có rạn nứt ố mốc. Đấy, còn nguyên luôn. Có sao thì báo vậy thôi. Vâng. Và đây cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người thích. Đấy, kiểu dáng đẹp trẻ trung mà giá thì vô cùng phù hợp. Lâu lắm rồi bên nhà em mới về được một con Sonata đấy các bác ạ. Vâng, chưa, thời điểm trước thì thi thoảng mới mua được một con. Mà cái đợt đấy thì xe lại được rất nhiều người thay. Thế nhưng mà đợt này thì để mua được một chiếc Sonata là hơi hiếm. Vì các bác chủ muốn bán con này là phải người ta phải, lúc đấy là người ta phải có xe đẹp mới rồi. À, con này đang khóa điện. Đấy, chứ còn không có chuyện là bảo là tự dưng mà người ta bán đâu. Vì những cái dòng xe này người ta đi nhiều năm là người ta biết là cái chất của nó đã khóa bền rồi, nên là người ta cực kỳ thích luôn. À, đây là mở cốp điện, xin lỗi các bác. Vâng, có mở cốp điện đấy nhá. Đây này, ấn vào đây, mở cốp điện cho chiếc xe. Đấy, nghe thấy tách rồi. Chỉ keo cốp đẹp luôn. Đấy, xe nó còn led căng. Toàn bộ chỉ cốp này, đằng sau này còn nguyên. Và xe thì đấy, toàn bộ chỉ hậu sau này. Đấy, nguyên bản hết. Đấy, về là các bác yên tâm nhá. Vâng, yên tâm cho một chiếc xe đẹp. Con này và đúng là chỉ đổ xăng và chạy thôi, chứ dầu mỡ thì cũng đã được mới thay rồi. Và tất cả đấy, sàn đây này nó còn đẹp à, như thế này đây. Đấy, những cái phần này thì nói chung là yên tâm. Kể cả lốp sơ cua, lốp sơ cua này các bác nhìn này. Đấy, lốp Goodyear. Và lốp thì tương đối là dày. Đấy, lốp dày. Đấy, vẫn còn nguyên nhá. À, đồ nghề kích lốp hay là bộ tháo, bộ tròng, bộ khẩu là còn nguyên. Kể cả móc tời. Còn các cái phần lòng thùng này thì của nó thì không cần trình bày rồi. Không cần phải nghĩ rồi. Đấy, lòng thùng nó còn ngon như thế này đây. Còn đẹp luôn. Đấy, sàn đẹp. Và không hề lỗi. Đấy, keo vách này còn nguyên. Đấy, hậu sau này. Đấy, toàn bộ chỉ hậu sau đây. Em này thì được cái là cứng xe. Và không có lỗi đâm va tai nạn ngập nước. Nên là các bác yên tâm. Đấy, xe còn cứng nét luôn. Và cua lòng lốp rồi đấy. Đấy, các bác nhìn này. Ui chà chà. Đấy, cua lòng lốp còn đẹp luôn. Cái này là nó bụi bẩn thôi, chứ còn cái này lau vắt là sạch đấy các bác ạ. Đấy, lau cái là sạch luôn. Đấy, chỉ bụi bẩn thôi nhá. Vâng, do là rửa xong cái lại chạy bên em lấy chạy công vụ vừa nãy mới về đến đây. Thế là tiện quay luôn. Đấy. Thế nên là cái cua lốp nó hơi bụi bẩn thôi. Chứ còn keo chỉ hay là cua lốp các thứ của xe là vẫn còn ok. Và em khẳng định với các bác là riêng con này các bác cứ gọi là về mà chạy thôi, chứ không cần phải nghĩ ngợi gì. Đấy, chất xe nó còn nét như thế này. Ghế da của cái dòng này thì tương đối là mềm, êm, ngồi rất sướng. Ghế của Sonata là một cái ghế mà được nhiều người đánh giá cao. Và đây là các bác ạ. Đấy, có cửa gió điều hòa vùng sau, nên là người ngồi sau không sợ nóng nhá. Tôn này. Đấy, tiếng tôn rất đều. Và các bác để ý à, toàn bộ cái phần cánh này, thân cánh này, đấy, nó đều. Và soi gương được ngay. Đấy, xe còn nét căng. Tay nắm cửa, toàn bộ nắm chrome. Có khóa khiển thông minh một chạm. Đấy, các bác chỉ cần chạm mà khóa không cần mở là mình cũng đã mở được xe rồi. Đấy, cái này là một cái dòng xe rất là hiện đại. Và em này là một em Hyundai Sonata 10 túi khí các bác nha. Nhiều bác bảo đếm đâu mà lắm thế thì thưa các bác này. Cột A, cột B, cột C, 6 cái hai bên. À, túi khí bên này và túi khí bên kia. Và hai cái ghế, thế là tổng là 10. Đấy, thế thôi. Điểm cộng cho 10 túi khí. Đấy, các bác nhỉ. Đó. Và ghế điện nhá. Đây là ghế điện này. Đấy, ghế điện. Hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, lót sàn đây. Ui, sàn đẹp luôn. Đấy, không hề có ố mốc rạn nứt. Riêng cái sàn nỉ này là một minh chứng ở những chiếc xe mà chạy ít chạy nhiều. Có sàn nỉ thì nói các bác là mình yên tâm hơn. Đấy. Không thể chê được câu nào đối với những chiếc xe như thế này. Về những cái dòng xe mà có sàn nỉ á, thì khi mà ngập nước hay là bị cái là mình có thể nhìn thấy ngay. Rất là dễ dàng. Đấy. Và em này thì được cái là đăng kiểm đến tháng 6 năm 2024 nhá. Vâng, còn rất rất là dài.
anh em cứ yên tâm là đi. Và dòng này thì vẫn là đăng kiểm 1 năm và không có niên hạn, xe không có niên hạn. Rồi bây giờ thì ta sẽ cùng đi phần gầm. Gầm bên này đây, các bác nhìn gầm bên này. Đấy, gầm này. Gầm xe còn sáng luôn nhá. Và không có lỗi mục mọt, đấy còn nguyên. Đấy, gầm còn đẹp. Và xe thì còn cứng. Rồi. Nổ máy cái cho nó sướng nào. Đấy, nổ cái lên ngay. Và con này động cơ nó chỉ có 2.0 thôi. Máy zin, động cơ 2.0. Đấy, ui số cũng đẹp, 168 km, 148986 km. Rồi, toàn số đẹp. Đấy. À, gạt mưa gạt kính à. Nước phun tơi nhẹ nhàng êm ái nhá. Còn đèn đây là các bác nhìn này, nếu mà là xe chạy nhiều không bao giờ cái này nó còn sáng được như này đâu. Đấy, vô lăng thì đây. Ốp vân carbon xịn sò nhìn phê luôn. Chưa chê được cái gì con này. Đấy, cửa sổ trời thì đây. Nãy là mở rồi. Đấy, mở hẳn ra. Hoạt động bình thường hết các bác ạ. Vâng, tất cả các chức năng của xe là hoạt động bình thường. Riêng dòng Sonata thì ưu điểm nhất là cái cửa sổ trời. Quá đẹp. Đấy, chè phát mát luôn. Đó. À, em này thì phanh tay nó là cái này nhá. Ấn ở đây là phanh tay này. Ấn cái nữa là nó sẽ mở ra. Đấy là hướng dẫn luôn. Không lại nhiều bác mở cốp đi đây. Không lại nhiều bác ấy, còn không biết dùng cơ. Đợt trước em nhớ là có một em mới đi con mẹc sang xịn cực kỳ luôn. Đời 2010. Thế nhưng mà mẹc thì nó vẫn dùng cái phanh tay ở phía dưới, à phanh chân ở phía dưới ạ. Thế nhưng mà lại không biết. Thế cứ đi tìm xong rồi cứ đạp nghe nó cứ dí xe. Cuối cùng ở đấy. Em này thì máy nó còn zin nhá. Động cơ máy của chiếc xe là 2.0, máy còn zin. Và máy này đang sử dụng máy 16 van. Đấy, của Hyundai. Cũng là một cái dòng máy rất là bền. Đấy. Dầu mỡ thì ok, không cần phải nghĩ ngợi. Và xe thì được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại hãng luôn. Đấy, thế này là các bác yên tâm nhá. Đấy. Dầu là không có hơi thừa hơi khói, đấy, còn nguyên. Có cái là cái chỗ này mặt dàn cò nó ngay gần thôi, nên là nó sẽ có hơi một chút dầu bắn ra, chứ không phải là hơi khói này được. Đấy, còn xe thì em bán là có sao bán vậy nhá, chứ không có dấu giếm gì cả. Đầu ụ giảm sóc hai bên còn nguyên. Và kể cả tất cả các cái mang ở hai bên này còn nguyên. Đấy, mang sườn hai bên là còn nguyên. Đấy, sắt xi đầu răng của xe là còn ok. Đã kiểm tra hết rồi. Và toàn bộ đầu răng trước của xe cũng là ok. Đấy, còn nhiều bác bảo là ô cái chỗ này nó tháo ốc hay là gì đấy. Cái đấy bình thường, không vấn đề gì đâu. Vì người ta làm nhiều năm thì người ta bảo dưỡng thôi. Còn những cái chi tiết ví dụ như là đầu răng sắt xi thì bên em cũng đã kiểm tra và test hết rồi, nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây là các bác nào mà muốn hỏi là xe có đâm đụng hay không thì cam kết luôn nữa các bác là xe không có đâm va tai nạn nặng ngập nước. Đấy, và không có phạt nguội, cũng kiểm tra hết rồi. Đấy, còn xe thì nó vẫn còn nguyên cái tấm nỉ này. Tấm nỉ rất là đẹp luôn. Tấm nỉ nguyên bản của hãng luôn. Đấy, con nào mà hay làm máy với gọi là dọn rửa thì không bao giờ còn được cái này đâu. Và các bác nhìn này. Đấy, cái phần vách này. Đấy, phần vách kia là còn nguyên. Đấy, phần vách kia là còn nguyên này. Và xe thì còn căng. Đấy, thế này là bác nào mà yêu thì điện thoại ngay nhá. Đấy, ốc tai cabo này. Đấy, bên này thế này. Ok, cảm ơn các bác. Và xe thì đẹp như vậy nhưng mà giá nó chỉ có 315 triệu đồng thôi. Nên là bác nào mà yêu thì điện thoại ngay cho em nhá. Vâng, Vũ Duy Ô Tô chuyên các cái dòng xe giá rẻ hời cho mọi nhà. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. Đừng tiếc nuối một cuộc điện thoại để bỏ qua một chiếc xe đẹp như thế này. Alo ngay cho em. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.